Làm mơ thấy rắn là điểm báo gì? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem các thông tin liên quan đến việc làm mơ thấy rắn nhé. Trong văn hóa phương Đông thì mơ thấy rắn thường được coi là một dấu hiệu tốt và đại diện cho sự thay đổi tích cực. Tuy nhiên, ý nghĩa của giấc mơ này cũng phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của giấc mơ, cảm nhận và trải nghiệm của người mơ. Mơ thấy rắn có thể đại diện cho sự thay đổi, sự đổi mới, sự tự phát triển và tiến bộ. Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình đang tránh rắn hoặc rắn đang chạy trốn khỏi bạn thì điều đó có thể ám chỉ rằng bạn đang cảm thấy sợ hãi hoặc lo lắng trước những thay đổi tiềm ẩn nếu bạn mơ thấy mình đang sử dụng một con rắn để chiến đấu hoặc bắt được rắn thì đó có thể là dấu hiệu của sự tự tin sức mạnh và khả năng kiểm soát các tình huống khó khăn tuy nhiên mơ thấy rắn cũng có thể đại diện cho sự nguy hiểm sự gian ác hoặc sự lừa dối nếu trong giấc mơ bạn cảm thấy bị rắn tấn công hoặc đe dọa thì đó có thể là dấu hiệu của sự lo lắng, sợ hãi hoặc tình trạng bất an trong cuộc sống. Mơ thấy bị rắn cắn thường được coi là một dấu hiệu không tốt trong văn hóa phương Đông. Điều này có thể biểu thị cho sự nguy hiểm, sợ hãi và căng thẳng. Tuy nhiên, như tất cả các giấc mơ khác, ý nghĩa của giấc mơ cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm ngữ cảnh, trải nghiệm và cảm nhận của người mơ. Nếu bạn mơ thấy mình bị rắn cắn, thì điều đó có thể đại diện cho sự sợ hãi lo lắng hoặc cảm thấy bất an trong cuộc sống bạn có thể đang phải đối mặt với một thử thách hoặc tình huống đáng lo ngại và cảm thấy bị mắc kẹt điều quan trọng là bạn phải xem xét những tình huống này và tìm cách giải quyết chúng để giảm bớt căng thẳng và sợ hãi tuy nhiên giấc mơ bị rắn cắn cũng có thể mang ý nghĩa tích cực nếu bạn mơ thấy mình đang bị rắn cắn và sau đó tự trị liệu mình thành công điều đó có thể biểu thị cho sự khỏe mạnh và sức mạnh của bạn trong cuộc sống tuy nhiên ý nghĩa của giấc mơ cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau bao gồm cả ngữ cảnh và trải nghiệm của người mơ vì vậy không thể chắc chắn rằng mơ thấy rắn cắn sẽ mang lại điểm xui hay hên nếu bạn mơ thấy rắn cắn và sau đó tự trị liệu mình thành công điều đó có thể biểu thị cho sự khỏe mạnh và sức mạnh của bạn trong cuộc sống và do đó coi là điểm hên tuy nhiên nếu bạn mơ thấy rắn cắn và cảm thấy sợ hãi lo lắng hoặc bất an điều đó có thể báo hiệu điểm xui nếu bạn mơ thấy rắn cắn vào chân và bạn cảm thấy đau đớn và sợ hãi điều này có thể cho thấy rằng bạn đang đối mặt với một thử thách khó khăn hoặc căng thẳng trong cuộc sống thực tuy nhiên nếu bạn trong giấc mơ có thể xử lý tình huống này một cách khéo léo và thành công điều đó có thể cho thấy sự kiên nhẫn sáng suốt và năng lực của bạn trong cuộc sống một cách khác để hiểu ý nghĩa của giấc mơ này là xem xét vị trí của chân mà rắn đã cắn ví dụ nếu rắn cắn vào bàn chân của bạn điều này có thể biểu thị cho sự khó khăn trong việc tiến lên trong cuộc sống nếu rắn cắn vào mắt chân của bạn điều đó có thể cho thấy sự bất lực hoặc mất kiểm soát trong cuộc sống